Xin chào các bạn, tôi là Lan Chi đến từ luật sư X. Rạng sáng ngày hôm nay, ngày 31 tháng 10, thì trên mạng xã hội đang xôn xao vụ việc chiếc xe Ferrari 488 biển ngoại giao gây tai nạn trên đường Lê Quang Đạo, hướng đi về phía sân vận động Mỹ Đình. Chiếc xe này đã va chạm với một chiếc xe máy đi cùng chiều phía trước ô tô. Hậu quả của vụ tai nạn là chiếc xe Ferrari nát đầu và một người phụ nữ trên chiếc xe máy đã tử vong. Như vậy thì một câu hỏi được đặt ra là nam tài xế cầm lái chiếc xe Ferrari này sẽ phải chịu hình phạt ra sao? Và sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại như thế nào? Trước hết thì chúng ta cần tìm hiểu về vấn đề lái xe biển ngoại giao gây tai nạn thì có bị xử phạt hay không? Thì căn cứ theo quy định tại tiết A, tiểu mục 1, mục 1, thông tư liên tịch số 01 hướng dẫn điều tra, xử lý về các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra. Cụ thể như sau, người nước ngoài trong thông tư này là người có quốc tịch của một nước khác hoặc không có quốc tịch đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam, gồm các đối tượng sau đây. Những người có thân phận ngoại giao, có hộ chiếu ngoại giao, làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, các cơ quan đại diện nước ngoài khác tại Việt Nam và các thành viên gia đình của họ sống cùng với họ tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì còn một số đối tượng khác được quy định cụ thể tại điều này, các bạn có thể tham khảo trực tiếp trên màn hình. Những người này được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được miễn trừ xét xử về hình sự, dân sự và xử lý hành chính đối với các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do họ gây ra. Tuy nhiên, họ phải tôn trọng luật lệ của nhà nước ta, kể cả luật lệ về giao thông đường bộ, phải có trách nhiệm đền bù vật chất đối với các vụ tai nạn giao thông do họ gây ra. Như vậy thì những đối tượng trên khi gây tai nạn giao thông sẽ không bị xử lý hình sự, dân sự và sẽ không bị xử lý vi phạm hành chính mà họ sẽ chỉ cần thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tai nạn mà họ gây ra. Như vậy thì trong trường hợp nam thanh niên cầm lái chiếc xe Ferrari không thuộc một trong những đối tượng nằm trong thông tư trên thì sẽ vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự bình thường. Cụ thể, việc gây tai nạn giao thông làm chết người thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối chiếu với tình tiết định khung được quy định tại điều này thì nam thanh niên cầm lái chiếc xe Ferrari trong vụ việc trên có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Căn cứ theo quy định tại điểm A, khoản 1, điều 260 bộ luật này. Thứ hai là khi gây tai nạn giao thông mà làm chết người thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Căn cứ theo quy định tại điều 584 bộ luật dân sự năm 2015 có quy định cụ thể về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Bên cạnh đó thì khi gây tai nạn giao thông làm chết người thì sẽ phải bồi thường các khoản chi phí được quy định tại điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015. Đầu tiên, có thể kể đến các chi phí bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, chi phí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại, hay chi phí hợp lý về phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Thứ hai là khoản chi phí hợp lý cho việc mai táng. Thứ ba là khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Thứ tư là khoản tiền bù đắp những tổn thất về tinh thần. Khoản tiền này bao gồm tiền bù đắp tổn thất về tinh thần khi gây tai nạn giao thông chết người cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng. Người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp về tổn thất tinh thần này có thể do hai bên tự thỏa thuận và trong trường hợp hai bên không thể thỏa thuận thì mức bồi thường tối đa sẽ không quá 100 lần mức lương cơ bản do nhà nước quy định. Có thể hiểu đơn giản là mức lương cơ sở theo quy định của nhà nước là 1.490.000 đồng. Do vậy, trong trường hợp hai bên không thể thỏa thuận thì mức bồi thường tối đa sẽ không quá 149 triệu đồng. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ luật sư X nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.